Kính chào tất cả quý vị trở lại với chương trình Sức Khỏe Tâm Thần trên làn sóng của đài truyền hình 51.3. Hôm nay Trisa cùng với lại cô Dự Trương nói về những cách trị liệu tâm lý. Hồi nãy trước khi khoa thông tin thương mại thì Trisa có nhắc tới những cái dạng khác, những cái cách trị liệu tâm lý khác. Thí dụ như là group therapy là trị liệu cho nhóm, family therapy là trị liệu cho gia đình. Trisa muốn mời Dự nói thêm về những cái cách đó. Dạ vâng, là cái cách trị liệu cho nhóm là thường thường là một đến hai người chuyên gia về tâm lý trị liệu, thì trong cái nhóm là khoảng 4-5 người hoặc là 6-8 người hoặc là 10 người. Là cái gọi là những cái thành viên có thể gọi là có hiệu quả trong cái nhóm trị liệu nhóm, mà như là hồi nãy Teresa có nhắc tới một cái trường hợp là nhiều khi mình lặp người ta nói câu gì thì mình cứ lặp đi lặp lại không hiểu ý của người ta nói sao, thì những cái trường hợp như vậy là rất là, nếu mà mình đi được cái nhóm trị liệu có thể hiệu quả hơn. Lý do vì tại sao là vì mình lúc mình ở trong một cái trong cái nhóm trị liệu thì những cái thành viên khác trong nhóm có thể giải thích thêm những câu nói của họ là ô vâng tôi nói câu đó nhưng mà không phải là ý nghĩ của chị hay là của anh gì đâu thôi, thì có giải thích cho cái client đó hiểu rằng câu nói của người ta có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau và đa số là không phải ý nghĩ xấu, hoặc là họ muốn phê bình này là một cái gọi là một cái từ cái chỗ tốt của mình. Thì những cái ví dụ thực tế trong cái nhóm trị liệu thì giúp cho cái người mà thường thường có ý nghĩ lặp lại không có hiểu hoặc không tự tin sẽ có cái thành quả tốt hơn trong cái nhóm trị liệu. Thứ hai là gọi là tâm lý trị liệu cho gia đình. Thì tâm lý trị liệu cho gia đình thì rất là đặc biệt, tại vì nó họ còn không có coi là cái người client của mình là một người có bệnh, nó còn gọi là họ coi cái hệ thống gia đình là có cái phần đóng góp vào cái sự cái triệu chứng tâm lý của cái client đó. Lúc mà mình đi gọi là trị liệu về gia đình là cái người chuyên gia tâm lý học đó sẽ coi mỗi thành viên trong gia đình có những hành động như thế nào và một cái hệ thống gia đình với những phần tử trong gia đình đóng góp như thế nào đến cái triệu chứng về tâm lý, bệnh tâm lý của cái client đó. Trong cái một cái đặc biệt rất đặc biệt về trị liệu của gia đình rằng á, những cái triệu chứng về bệnh tâm lý không nhất thiết là cái người mà bị bệnh tâm lý là xấu. Nhiều khi những cái triệu chứng của bệnh tâm lý là một cách thích ứng với cái môi trường trong gia đình. Vì cái người đó có bệnh tâm lý, về cái bệnh tâm lý thì người trong gia đình không cần phải lo về vấn đề của mình mà chỉ lo về giải quyết vấn đề cái bệnh tâm lý của người một người khai một người một thành tựu trong gia đình đó thôi. Nên lúc mà mình đi về gọi là trị liệu về gia đình thì mình có thể coi được mọi khía cạnh trong gia đình như thế nào và vấn đề như thế nào để gọi là đóng góp vào cái sự triệu chứng của cái người đó. Cái đó là hai cái gọi là hai kiểu tâm lý trị liệu nhóm, tâm lý trị liệu gia đình. Cái cách mà tâm lý trị liệu gia đình đó, theo Trisa biết thì nó cũng có thể giúp được cho những em mà bị tự kỷ. Và chị có thể nói thêm về những cái cách khác mà có thể giúp cho những cái bé bị tự kỷ không? Thường thường thì trong trị liệu gia đình cho những cái em bé bị tự kỷ, thành phần lớn là focus trên làm cho gia đình như thế hiểu được cái bệnh tự kỷ như thế nào, có những cái ảnh hưởng của gia đình như thế nào. Thứ hai đó là ngoài hiểu về cái vấn đề tâm lý, nhận được cái bệnh tự kỷ của con mình thôi, là ngoài ra là có thể hiểu được những cái trị liệu phân tích về hành vi, hiểu được tại sao con mình có những cái hành vi như vậy. Và thường thường là một cái chuyên gia về phân tích hành vi trị liệu đó có thể giúp cho gia đình hiểu được mình nên thưởng những cái hành vi nào, mình nên phạt cái hành vi nào, hiểu được cái mục đích trong cái hành vi của con mình. Thường thường những bé bị tự kỷ họ hay có những cái hành vi tự gọi là self-interest behavior, hoặc tự cắt mình hay là tự đập đầu vô tường. Nhiều khi cái ý nghĩ đằng sau cái hành vi đó là để cho cháu giảm được những cái căng thẳng trong cơ thể mà họ không có thể nói được. Có thể thưởng phạt hoặc là những kế hoạch thưởng phạt làm cho nhà môi trường xung quanh có thể gọi là ngăn nắp để bé có thể gọi là hiểu được những cái hành vi mình như thế nào trong gia đình. Cái đó thì một cái chuyên gia về phân tích hành vi trị liệu có thể giúp được gia đình cái đó. Dạ vâng, khi mà Diệu nói thưởng phạt đó, Trisa nhớ tới một cái email khác mà Trisa đã nhận được. Cái email này nói là em có đứa con trai 10 tuổi được chẩn đoán là ADHD. Cháu đang uống thuốc và triệu chứng đã đỡ rất nhiều. Nhưng em muốn hỏi là cháu có phải uống thuốc suốt đời không? Có cách nào để giúp cháu không cần uống thuốc nữa không? Thì cái câu hỏi trước đó, có phải uống thuốc suốt đời không, thì chúng ta đã trả lời trong những cái show lần trước rồi là tùy theo cái triệu chứng của các em giảm thiểu đến cỡ nào khi mà các em lớn thì mình có thể coi là có thể giảm đôi thuốc, có thể ngưng thuốc hay không. Nhưng mà cái câu thứ hai là có cách nào để giúp cháu không uống thuốc nữa không, thì cái câu trả lời cho cái đó Trisa thấy nó có liên quan đến cái phần thưởng phạt rất là nhiều, cho nên Trisa mời Diệu nói thêm về cái phần đó. Dạ vâng,
cái quan trọng là gia đình có thể giúp đỡ cho cháu được về những cái bệnh ADHD ấy, là mình có thể giúp cháu học được cách ngăn nắp, các gọi là xây dựng một kế hoạch trong trong một ngày, hay là trong một ngày thì mình một tiếng đồng hồ làm bài hay là 2-3 tiếng đồng hồ làm bài gì đó. Thì nếu mà mình dạy được cháu, dạy được gia đình giúp cho cháu có thể học cách ngăn nắp và cách gọi là kế hoạch trong gia trong trong một ngày, thì cháu có thể học được cái đó lúc mà cháu lớn lên, lúc mà thì có thể là không cần phải uống thuốc như nhiều nữa, tùy vào cái mức độ. Thứ hai nữa thì mình nếu mà mình thưởng trong cái kế hoạch thưởng phạt á, thì nếu mà cháu thường thường là dụ gọi là more towards thưởng, là tức là mình chăm chút vào thưởng hơn, thì nếu mà thưởng các cháu làm đúng hành vi nào trong kế hoạch thì mình có thể gọi là làm đúng một hành vi trong ngày ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Thì cuối tuần lúc mà các cháu lấy được hết cái điểm trong cái những cái hành vi gọi là xuất sắc trong tuần á, thì cháu sẽ được thưởng một tiếng đồng hồ để mà chơi, hay là một cái gọi là cái bậc mà cháu thích vậy thôi. Thì cái đó là gọi là token economy, thì cháu phải làm hết những cái điều trên cái kế hoạch hay là cái hợp đồng đó thì cháu mới có thể lấy được cái phần thưởng. Thì cháu đã học được là mình cố gắng làm thì mình sẽ được thưởng. Và cái tư duy về cái lúc mà cháu lớn lên thì cháu sẽ hiểu được, cũng như là mình đang làm việc để mình siêng năng thì mình có thể được thưởng sau này. Cái đó là cách mà mình có thể dạy được cháu được thưởng lúc mà cháu còn nhỏ về cái sự ngăn nắp, và cái lúc mà cháu lớn lên trong trưởng thành thì cháu có thể có cái tư duy như vậy. Như là Diệu mới trình bày là khi mà thưởng đó thì mình không thưởng liền, có nghĩa là mình phải dạy cho các em biết cố gắng. Mình làm đúng 2-3 lần hay làm đúng nhiều việc rồi thì mình mới được thưởng. Còn bây giờ nếu mà mình phạt thì sao? Mình cũng chờ các em làm sai 2-3 lần rồi mình mới phạt một lần hay là sao? Cái khác nhau của sự thưởng và phạt là có chỗ là nếu mà thưởng thì để cháu đợi, còn phạt là mình nếu mà cháu làm sai là mình lại phạt liền. Thì cái đó là cái sự khác nhau. Tại vì mình nếu mà mình đợi một thời gian thì cháu không biết mình làm cái này cũng được, ba má có phạt mình đâu, thì mình không có học được cái lỗi của mình là cái việc làm sai của mình. Nên là lúc mà thưởng thì mình đợi, phạt thì mình làm liền. Và lúc nào mình cũng phải gọi là làm như vậy thì cháu mới học được là nếu mà mình làm đúng thì mình sẽ đợi và phần thưởng sẽ sau này tới, nếu mà mình làm sai là bị phạt liền. Chứ còn nếu mà lúc này lúc khác thì các em rất là khó học. Nếu mình làm đúng thì mình thưởng được, mình đừng sau là mình làm đúng là phải đợi, cháu nó không có hiểu, hay là mình làm sai thì mình bị phạt liền, hoặc là đừng thứ hai mình làm sai thì bị phạt 2-3 ngày sau. Thì lúc nào mình cũng phải gọi là mình thưởng thì mình thưởng theo đúng cái kế hoạch như là mình đã là hợp đồng với cháu, và phạt là phạt liền. Cái đó cũng là dạy cho các em biết là giữ lời nói, nếu mà mình đã nói với em như thế nào thì mình giữ đúng như vậy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng. Cảm ơn Diệu rất là nhiều. Tức là thời giờ của chương trình của mình có hạn, mình không có thể nào mà nói quá nhiều chi tiết về tất cả các loại tâm lý trị liệu. Nhưng mà Trisa muốn mời Diệu gửi một lời nhắn nhủ tới quý vị khán giả đang coi chương trình, những cái gì mà quý vị nên để ý, những cái gì quý vị nên biết trước khi mà đi tâm lý trị liệu. Dạ vâng. Lúc mà về tâm lý trị liệu, mình coi cái client của mình không nhất thiết là phải có một cái bệnh tâm lý hay là một cái bệnh tâm thần. Nếu mà mình có một cái căng thẳng trong cuộc sống mà cần có sự giải quyết và một người chuyên gia về tâm lý để và hoặc là mình muốn hiểu thêm những cái gọi là cái cản trở trong cái cách suy nghĩ của mình, mình có thể tới để tới và gọi là sử dụng cái dịch vụ tâm lý trị liệu đó, mà không nhất thiết là phải có bệnh tâm lý. Thứ hai nữa là những cái câu chuyện của mình mà chia sẻ với cái người chuyên gia tâm lý trị liệu đó là được có quyền riêng tư của mình, là cái người chuyên gia sẽ giữ lại những cái câu chuyện của mình trong một cách riêng tư, họ không có chia sẻ cho người nào khác cả, chỉ riêng là người chuyên gia với cái client với client của mình thôi. Thứ ba là tâm lý trị liệu không phải gọi là mình đi một buổi là mình tự động hết bệnh, không có sao cả, tự động giải quyết được vấn đề. Một số vấn đề là có thể giải quyết được, một số vấn đề là mình phải nhiều khi là phải 8 đến 12 buổi hoặc là khoảng 3 tháng được, cũng như là trong cái việc mình uống thuốc cũng vậy. Cũng một thời gian thì cái gọi là cái não mình mới có thể gọi là quen thuộc với cách suy nghĩ mới. Nên quý vị dự nghĩ là mình phải kiên nhẫn để mà thử những cái cách suy nghĩ mới mà cái người chuyên gia tâm lý đề ra cho mình. Mình không phải áp buộc làm gì cả, nhưng mà nếu mà mình gọi là open mind, mình có gọi là cái lòng muốn thử, thì đó là một cái điều có thể giúp được. Lúc mà mình đến tâm lý trị liệu, người chuyên gia có thể coi là cái động lực nào cũng vậy.
Nếu mà mình nghĩ đến gia đình mình, nghĩ kỹ đến những cái điều mình có thể gọi là thay đổi trong cuộc sống, có thể làm cho mình cuộc sống mình có giá trị cao hơn, dự nghĩ là mình có thể thử những cái gọi là tâm lý trị liệu đó để mình có hiểu được bản thân mình hơn cũng được. Dạ vâng, cảm ơn Diệu rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Sức Khỏe Tâm Thần. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.